Khi trời nắng, bạn nhớ đến ai? Khi trời mưa, hình bóng ai làm bạn xao xuyến? Còn tôi nhớ đến hình bóng của vị chân tu Ngài Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, quê tại xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Bàn chân trần ấy vẫn lăn lội trên mọi con đường ngược xuôi từ Nam Chi Bắc và ngược lại. Giữa miền Trung, trời đầy cá trắng, gió mưa và giông tố. Bàn chân trần ấy lội con đường hàng vạn km dù trời nắng chang chang, đỏ lửa hay trời mưa như chút nước. Vực, đấy là vị chân tu mang hình hài của chân thiền nhận mà tất cả quý vị khán giả trong nước và quốc tế biết đến trong thời gian qua với một sự tôn kính và một sự ngưỡng mộ đặc biệt. Những hình ảnh của Ngài rèn luyện cho chúng ta về ý chí và tinh thần Việt Nam 4.000 năm dựng nước và giữ nước rất vĩ đại. Đó là hào khí, là khí phách, là cốt cách của con người miền Trung, cũng là con người anh hùng của đất nước hình chữ S Việt Nam thân thương. Vâng, mảnh đất miền Trung là mảnh đất kiên trung, trải qua hai cuộc kháng chiến trong thực dân Pháp và đặc biệt là đế quốc Mỹ xâm lược. Mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió là nơi hứng chịu biết bao nhiêu bom đạn của kẻ thù. Nhưng sức sống của con người nơi đây, sự tồn tại của mảnh đất này gắn liền với những anh hùng hào kiệt, với ý chí cao ngút trời của Bình Trị Thiên Khói Lửa, 81 ngày đêm thần cổ Quảng Trị vẻ vang. Vâng, đó là những con người miền Trung có ý chí vươn lên, bởi sinh ra ở một vùng quê, quanh năm bão lũ, mưa nắng thất thường, bốn mùa xuân hạ thu đông đều khắc nghiệt. Tuy nhiên, với ý chí sắt đá, sự cần cù chịu thương chịu khó và sự thông minh sáng tạo đổi mới hội nhập và đi lên, mảnh đất miền Trung, cái gánh rất nặng của hai đầu Bắc Nam đang ngày càng khởi sắc. Cái gánh ấy ngày càng cứng cáp hơn, bền bỉ hơn, dẻo dai hơn và phát triển hơn. Sự hồi sinh của nền kinh tế miền Trung trong những năm qua đã làm cho cái tuyến giao thông quốc lộ từ Bắc chí Nam được thông suốt một cách rộng rãi và thoáng mát. Hệ thống đường cao tốc cũng ngày càng được xây dựng và sự kết nối ngày càng hoàn thiện hơn giữa các tỉnh và thành phố với nhau, tạo ra một sự kết nối hài hòa về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, y tế giáo dục và các mặt khác của đời sống kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Trung hôm nay. Đi qua các con đường xung quanh đường quốc lộ của mảnh đất miền Trung, chúng ta nhìn thấy những con đường và hai bên là những ngôi nhà san sát với sự sầm uất và đổ sụp. Đó là những tấm bê tông, cốt thép hết sức đổ sụp để che mưa, che nắng khắc nghiệt trong mảnh đất này. Với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, con em miền Trung ngày hôm nay ở trong nước vừa lao động sản xuất, đi ra nước ngoài cũng phát huy về mặt kinh tế, xuất khẩu lao động, học tập để đưa lại những kết quả hết sức tuyệt vời. Nói về ý chí, sự dẻo dai, sự mộc mạc, chất phác và giản dị, cũng như đức tính, giàu tình yêu thương và lòng sẻ chia, sự hy sinh to lớn của mảnh đất miền Trung đối với hai đầu của đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng cái gánh miền Trung sẽ ngày càng bề thế hơn, phát triển hơn, để có thể cân được hai đầu Bắc Nam trên bước trường hội nhập kinh tế sâu rộng cùng bạn bè Nam Châu bốn biển. Kính thưa quý vị, nhìn về chặng đường tu hành bộ hạnh khổ 13 của Ngài Thích Minh Tuệ, chúng ta càng nhìn thấy được sự phát triển hồi sinh
của đất nước Việt Nam chúng ta trong những năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng là những khó khăn to lớn về nguồn lực của chúng ta đang bị đầu tư giàn trải và đang có phần bị hụt hơi trong cái sự suy thoái chung của nền kinh tế thế giới. Và những ảnh hưởng đó đã để lại những điều tiêu cực mà tất cả chúng ta khi phát triển quy hoạch thì chúng ta có một tầm nhìn dài hạn để phát triển chắc chắn, bền vững và mang lại một cái đời sống ấm no, hạnh phúc cho mảnh đất miền Trung nói riêng và cả nước nói riêng, cả nước nói chung. Chúc quý vị ngày mới thật nhiều tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã đăng ký ủng hộ kênh Người Nông Dân Vui Vẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn.